Chiều 15 tháng 5 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đón cơn mưa lớn tối trời, sấm chớp xuất hiện ở nhiều nơi. Đây có thể xem là trận mưa lớn nhất sau một thời gian nắng nóng oi bức kéo dài. Theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, mưa rơi nặng hạt, người và xe chật vật di chuyển trong cơn mưa. Nhiều người chọn đợi cơn mưa qua đi trong vỉa hè nhà dân. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ chiều tối 15 tháng 5, Nam Bộ và Tây Nguyên đón đợt mưa chuyển mùa trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày tới. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo các hiện tượng mưa dông hình thành trên khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Thủ Đức và sẽ mở rộng sang các khu vực lân cận khác với lượng mưa từ 10 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, tương đương sức gió từ 8 đến 17 m trên giây. Trong khi đó, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, từ ngày 15 tháng 5, tình trạng nắng nóng trên khu vực Nam Bộ, đặc biệt ở các tỉnh miền Đông, cơ bản chấm dứt. Chiều và tối 15 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Từ ngày 17 tháng 5, tình trạng mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn duy trì. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện nay, Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn chuyển mùa nên dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân cần lưu ý phòng tránh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá ở cấp độ 1. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh đêm 15 tháng 5 và ngày 16 tháng 5 mây thay đổi. Đêm 15 tháng 5 có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 16 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Từ 2 đến 7 ngày tới, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ vẫn có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 16 đến 18 tháng 5, nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào với xác suất mưa 65% như quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 8, quận 10, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp, quận Bình Tân. Từ ngày 19 đến 25 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa trên hầu khắp toàn thành phố với khả năng mưa là 70%.